Rồi, tiếp đến ta sang bài 4 của đề 3. Ở đề bài 4 đề 3 đề bài cho số nguyên dương n đi tìm tổng các ước nguyên tố của n. À, đây là các ước nguyên tố của n. Như vậy thì ta đầu tiên ta xác định bài toán. À, đề bài người ta cho n. Vậy thì ta có input là nhập n, output là đưa ra tổng các ước nguyên tố của n. Ở bài này có cái khi đọc đề ta thường hay quên cái chỗ này, giới hạn của n là 10 mũ 12 nhé chú Dũng. Đây. 10 mũ 12 nên ta phải sử dụng tham số là kiểu long long và các cái tham số trong chương trình cũng sẽ kiểu long long. Rồi bây giờ ta sang thuật toán. Để đi tìm các ước nguyên tố của n thì ta có nhiều thuật toán, trong đó ta có thể có một cái giải thuật khá đơn giản. Đó là đầu tiên thì ta vẫn phải tổ chức một cái hàm nguyên tố. À, cái hàm nguyên tố thì trong Pascal ta sử dụng từ function, còn trong đấy thì ta sử dụng nguyên tố của một cái số nguyên dương u. Hoặc là phải, tới thời điểm này các bung nguyên tố này các bạn đã viết được chưa? Quân, Chiến, bung nguyên tố, Bình Minh. Rồi. Như vậy thì sau khi tổ chức được hàm bung nguyên tố thì bây giờ ta quay sang bài thứ nhất, ta thực hiện nhập n. Ở bước thứ hai ta sẽ thực hiện cái công việc đi tính tổng các ước của nó. Thì khi đó ta khởi tạo S bằng 0 và ta thực hiện công việc là duyệt qua tất cả các ước của n theo cái giải thuật tệ nhất. Nếu n chia hết cho y và nguyên tố của thằng y bằng chu, chứ bằng chu mình được phép bỏ đi. Nếu n chia hết cho y và y là số nguyên tố thì ta sẽ thực hiện công việc đó là đẩy nó vào trong tổng. Hãy lưu ý rằng cái biến S này khai báo kiểu long long nhé. Vậy bước 3 thì ta thực hiện là đưa S ra. Đấy. Như vậy rồi ta sẽ thực hiện đưa ra và lưu ý rằng các biến của chúng ta chọn kiểu dữ liệu là kiểu long long, được chưa? Ở đây thì ta cần một cái bool nguyên tố, vậy ta cần hàm kiểm tra tính nguyên tố. Ở thời điểm này thì thầy tổ chức lại cái bool nguyên tố để mọi người cùng mang ra để dùng để kiểm tra một số có là số nguyên tố hay không. Cái bool nguyên tố này ta sẽ tổ chức ở đầu chương trình trước thằng int main. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện công việc là nếu thằng u mà nhỏ hơn 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì u không phải là số nguyên tố thì ta sẽ return là false. Rồi kế tiếp. Bây giờ ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các giá trị y nằm trong phạm vi từ y nhân y nhỏ hơn bằng u và thực hiện công việc. Nếu mà thằng u chia hết cho thằng y thì chứng tỏ rằng y là ước của u và số nguyên dương u là có 3 ước, 1, y và u. Vậy thì ta sẽ return false ở đây. Đấy. Sau vòng lặp for này nếu mà nó không return false lần nào chứng tỏ nó là số nguyên tố, vậy thì ta return true. Lưu ý trong cái bool nguyên tố không có chữ L nào nhé. Một số bạn là cứ có L trong lại L luôn. Đấy. Thì đây là bool nguyên tố, khi nào cần các bạn dùng nhé. Giải thuật như trên, độ phức tạp của giải thuật là vòng for này mất n, hàm kiểm tra mất căn bậc 2 của n. Vậy thì độ phức tạp của thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Vòng for ngoài mất n, vòng for sau thì nó mất căn của n. N như căn n nên n của chúng ta chạy được lên tới là 10 mũ 4. Với giới hạn của đề bài ta 10 mũ 12 thì giải thuật trên là L. Đấy. Như vậy thì ta đã có được cái giải thuật thứ nhất. Giải thuật thứ nhất ok chứ? Đúng không? Đi thì vậy thì ta thử xem em có bạn nào làm theo cái cách như trên không?
451 có chị Chi chị làm à? Vừa nhìn thấy ông Duy Sồn, một số hoàn hảo nếu mà tổng các ước của nó gấp 2 lần dự ước không được ghi như này nhé, 7 chia 2 vẫn bằng 3 nhé, đúng không? Phải quy đồng mẫu số lên nên nó phải là 2 nhân n nhé, được chưa? Phải quy đồng mẫu số nó lên nhé. Đấy, tình cờ mở ra mới phát hiện ra bài số hoàn hảo ấy, tổng các ước gấp đôi nó ấy, ta quy đồng mẫu số lên chứ đừng để chia 2, bởi vì nó là phép toán chia lấy phần nguyên. Đấy, thì 7 chia 2 bằng 3. Ủa, cái bài này thì sửa tên sửa tên nó đấy, chứ nó trùng với một cái bài ở trong hệ thống các bạn nộp lên là èo ngay. Rồi, như vậy ta đã xong cái bài toán này theo cách thứ nhất. Ở cái thuật toán thứ hai thì thầy trò mình sẽ cải tiến, các bạn cùng quan sát nhé. Rõ ràng cái chi phí của chúng ta bây giờ đi kiểm tra tính nguyên tố như trên thì không thực sự hợp lý. Và bây giờ ta chỉ cần liên quan tới cái giải cải tiến được giải thuật đi tìm tổng ước. Vậy thì chỗ này thì ta sẽ for INTI chạy từ 1 và ta for ước thì ta for lấy y nhân y nhỏ hơn bằng n và y cộng cộng. Ở khi đó nếu n chia hết cho y thì ta thực hiện các công việc như sau. Vì n chia hết cho y nên y chắc chắn là số nguyên tố là ước của n. Vậy thì nếu y là số nguyên tố thì ta gắn s thì bằng s cộng y. Đấy. Thì ta có ghi tiếp nhá, ta phải mở ngoặc ra đây để thể hiện rằng vì số 100 chia hết cho 2, ngoài việc xét xem 2 có phải là số nguyên tố hay không, thầy kiểm tra luôn phần còn lại là 50 của nó. 50 có là số nguyên tố không? Bởi vì 2 nhân 50 bằng 100 mà. Vậy thì ở đây thì ta kiểm tra xem là nếu thằng y mà khác thằng n chia y. Đấy. Và thằng n chia y và nguyên tố của thằng n chia y bằng chu. Thì ta S tăng lên một lượng là n chia y. Trong Pascal thì ta sử dụng phép toán NDB, còn trong C thì ta sử dụng n chia y. Đấy. Như vậy làm như trên thì ta đã tính được tổng tất cả các ước của nó rồi. Ok không? Chỗ Bình Minh có làm theo kiểu này không? Cho y chạy từ 1 cho đến y nhân y nhỏ n, nếu n chia cho y thì và y là, nếu y là số nguyên tố thì đẩy y vào tổng S, nếu y khác n chia y thì đẩy thằng n chia y vào trong, và n chia y là nguyên tố thì đẩy thằng n chia y vào trong tổng S. Được không Dung? Nhớ phải làm theo kiểu này nhé. Bởi vì đây là cách làm điểm cao và dễ cài đặt chương trình. Bây giờ đi tìm ông Hùng xong hết rồi ư? Cái này thì ông Hồng thì các cụ các bác đang làm việc. Trời ơi, nhanh lên, vài hôm nữa lên Pro ngay. Nãy giờ 10 phút rồi chưa viết được chữ dòng nào đâu nhá. Bỏ cái máy tính ra đâu, biết đâu, thật cẩn thận vào. Rồi, rồi ta tiếp tục nhé. Vậy thì tới đây thì ta thu được S là kết quả của bài toán. Thì ta đưa S ra. Độ phức tạp của giải thuật ở đây ta for mất căn. Kiểm tra tính nguyên tố mất căn N nhân căn N, căn N nhân căn N. Vậy độ phức tạp là ON. Với độ phức tạp là ON thì ta có thể chạy lên tới được 10 mũ 6. Tức là cái giải thuật ở bên trên ấy, nó chạy được khoảng tầm 10.000 khách hàng, thì giải thuật phía dưới chạy được khoảng 100.000 khách hàng, à 1 triệu khách hàng. Được chưa? Dũng ghi cái giải thuật 2 này vào nhé. Tính tổng các ước nguyên tố. Sau đó ta giới thiệu luôn giải thuật 3.
Hôm trước ở trong phần cơ sở thì thầy chưa đề cập đến các cái giải thuật này. Chúc Quân đã làm cái đề số 3 này chưa? À, để lưu ý cái giải thuật 32 thầy giới thiệu nhé. Rồi, à, nếu y là ước của n thì cái để ý nhé, cái vòng for của mình chỗ này tránh nhầm lẫn. Một số bạn cứ cho chạy đến y là nó không tối ưu nhé. Y nhân y nhỏ n. Nếu n chia cho y thì ta có được hai ước, một thằng là y, một thằng là n chia y. Đúng không? 100 chia cho 2, ước còn lại là 50, bởi vì 2 100 bằng 2 nhân 50 mà. Đúng không? Bằng 4 nhân 25 bằng 5 nhân 20. Vậy thì khi mà xét cái nửa cả, nửa y thì ta xét luôn cái thằng n chia y có thỏa mãn điều kiện hay không. Rồi thực hiện xong cái việc trên thì ta thu được kết quả của bài toán là S, ta đưa S ra. Lưu ý các biến ở đây ta khai báo kiểu long long. Nào, chỗ dưới nào, chỗ chiến nào, tập trung. Ở thuật toán 2 là thuật toán thầy đang trình bày cho bài số 4, tổng các ước nguyên tố của một số nguyên dương. Và bài toán này ta sẽ tiếp cận theo hướng là ta duyệt qua tất cả các ước tối ưu và ta đẩy nó vào trong tổng S. Đấy, đây là bài này. Hả? Tổng các ước của nó là 1 cộng 5 bằng 6. Thì đáng ra nó phải chỉ có mỗi 5, như vậy bool nguyên tố của mình đang sai. Bool nguyên tố nhá, để ý cái bool nguyên tố này. Nếu u nhỏ hơn bằng 1 return false có dấu bằng nhá. Nếu cho y chạy từ 2 cho tới căn bậc 2 của u. Nếu u chia cho y. Ừ. Nó có d ở đây. À? Có d ở đây nó gì đã? D là cái gì? Đã d bằng ở bên trên đấy thôi. Sau đó phía dưới mình tận dụng giá trị của d ở bên trên để tham gia vào biểu thức bên dưới. Thì nó d là cái một cái hai. Ừ. Rồi tiếp đến thì ta sẽ giải quyết theo cách thuật toán 3. Ở thuật toán 3 này thì ta nhận thấy rằng cho một số nguyên dương n thì các cái thừa số nguyên tố khác nhau của n. Đấy. N có các ước nguyên tố là các thừa số nguyên tố khác nhau của n. Ví dụ bây giờ thầy lấy số 30. Số 30 thì nó sẽ bằng 2 nhân 2 có quên nhỉ? Nhân 3 nhân 5. Như vậy thì kết luận luôn ta có 3 thừa số khác nhau là 2, 3 và 5. Và tổng ước của nó là bằng 10. Máy đeo, không, máy đeo thì chân đeo sao dùng được Lenovo. Sao quên mất giải. Có dùng sạc iPhone không thầy cho mượn? Rồi, bây giờ như vậy thì với cái số này ta lấy một cái số khác. Thì ta lấy số 60. Số 60 thì sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 3. Và khi đó tập các ước nguyên tố khác nhau của nó vẫn là 2, 3, 5. Và khi đó ta thu được tổng ước vẫn là 10. Số 60 nó có số 60 thì bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 3 thì nó sẽ bằng là 2 3 5. Bởi vì 2 3 5 nó là cái gì? Ừ. Thì nó là tập các cái ước khác nhau của n. Rồi tiếp đến thì với cái nhận xét như trên thì ta có bước 1 của bài toán ta sẽ thực hiện là nhập n. Bước 2 ta phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố lưu vào một cái set. Ta lưu vào một cái set C. Các bạn nào mà sử dụng mảng thì ta lưu nó vào một mảng. Chơi.
Cái ghim nó đang hết rồi, con thử xem trên nhà có ghim nào không kìa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái công việc phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Để phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố, ta nên tổ chức nó thành chương trình con, thầy gọi nó là phân tích một số nguyên dương n, ví dụ như thế. Sau khi phân tích xong rồi thì bây giờ ta thu được các phần tử trong set C. Vì set bước 3 thì ta sẽ thực hiện là khởi tạo. Bây giờ ta thực hiện tính tổng các phân tử là thừa số nguyên tố khác nhau nằm trong set C mà. Vậy thì ta sẽ for tất cả các phần tử giá trị x trong set C và ta thực hiện cái công việc là s của ta sẽ tăng lên một lượng là x. Đấy. Sau đó sang bước cuối cùng là bước 4, ta thực hiện là đưa s ra. Ở đây thì các bạn nhận thấy là chúng ta đang tính tổng các phần tử nằm ở trong set. Vậy thì bây giờ ta sẽ có một cái thủ tục phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Vậy thì để phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố, như vậy ta lại lặp lại giống như ở bài trước. Tác giả vẫn muốn kiểm tra xem các em có biết phân tích một số nguyên dương U thành tích các thừa số nguyên tố hay không. Để làm cái việc này thì ta khai báo một cái set C ở đầu chương trình chứ không khai báo trong set nhé. Đó, ta khai báo một cái set để nơi lưu nghiệm. Các bạn nào thích sử dụng mảng thì sử dụng mảng một chiều. Tới đây thì các em sẽ thực hiện cái công việc thừa số nguyên tố bé nhất là số 2. Khi nãy thầy vừa hỏi Bình Minh là vậy thì chừng nào thằng Y nhân Y mà nhỏ hơn bằng thằng U thì thực hiện công việc. Ta đang ra đi theo cái hướng phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố theo giải thuật tối ưu, quên cổ điển. Chừng nào thằng U mà nó còn chia hết cho thằng Y và thằng Y đang còn và thằng U đang còn lớn hơn không thì ta thực hiện cái công việc là hai việc. Việc thứ nhất, ta đẩy thằng U và đẩy thằng Y vào trong set. Để đẩy Y vào trong set thì thầy trò mình sẽ thực hiện cái công việc là c.insert cái thằng Y vào. Và công việc kế tiếp của chúng ta là U của ta sẽ giảm bằng U chia cho Y. Tới đây ta sẽ thu được là tất cả các cái thừa số mà U đang chia hết được là xong. Nếu không chịu sau vòng lặp này thì nó không chia hết cho hai nữa thì ta tăng Y lên bằng 3. Đấy, để kiểm tra xem. Tới đây thì ta đã giải quyết xong được cái bài toán là phân tích. Vậy thì sau khi phân tích xong có một trường hợp nữa, đó là số 26. Thì Y nó sẽ chạy từ 2 cho tới căn bậc 2 của 26, từ 2 đến 5. Và trong phạm vi từ 2 đến 5 thì chỉ có mỗi số 2, thì số 26 chia hết. Phần dư còn lại là bằng 13, đúng không? 26 thì bằng 2 nhân 13 mà. Và số 13 nó chưa được đẩy vào trong set C. Nên sau vòng lặp while này ta nhận thấy nếu ta đặt hẳn ra ngoài nhé. Nếu cái thằng U của mình mà vẫn lớn hơn 1 thì chứng tỏ rằng trong U đang chứa một số nguyên tố. Vậy thì ta C.insert thằng U vào. Đấy. Đấy, như vậy tới đây ta đã giải quyết được bài toán là phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Và đây là giải thuật ta gọi là ta tạm gọi giống như cái bool nguyên tố ấy. Nó giống như là một cái đoạn con mẫu ta dùng khi có nhu cầu phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố nhé. Trong bài thi khi nào đề bài người ta cập đến việc phân tích thành thừa số nguyên tố thì ta phải trình bày cái này vào trong vở luôn, đúng không? Đấy là trong trường hợp những cái bài nào mình không làm được thì mình còn những bạn mà có kỹ năng tốt thì không nói làm gì. Những bạn có không có kỹ năng làm được, ví dụ đề bài người ta đề cập đến số nguyên tố, vậy thì trong chương trình phải trình bày ngay cái bool nguyên tố. Bạn nào biết dùng sàng thì ta dùng sàng, được chưa? Rồi, với cái đoạn trên thì ta đã giải quyết được bài toán xong một cách trọn vẹn. Chỗ này có ai thắc mắc gì không? Không. Ừ, được. Đấy. Bây giờ ta đang làm bài số 4 đề 3. Bài số 4 đề 3 cho số nguyên dương N tính tổng các ước nguyên tố của N. Chỗ này ta có vấn đề gì nếu không gì? Hoàn toàn cốt được, đúng không? Vậy thì trong cái phần giải thuật bên trên thầy đang hướng dẫn thuật toán và các em cần mô tả được hướng dẫn cần phải viết được chương trình theo hướng dẫn thuật toán đấy. Ok không Mạnh? Ừ. Giờ con Dũng ok không?
Rồi. Rồi, chúc bạn các bạn cài đặt thành công với thuật toán với cách thứ 3.